Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Giữa trưa, Đàm Thu Trang bất ngờ tố truyền thống lầy lội này của gia đình Cường Đô La và Su Chin đã làm gì thế này. Cường Đô La và bé Su Chin vừa bị Đàm Thu Trang tung đoạn clip con hát bố khen hay siêu yêu. Cường Đô La hẳn là ông bố cùng con nhất nhì showbiz Việt. Sau khi tiểu công chúa Su Chin ra đời, anh tạo đủ mọi cơ sở vật chất cho con gái có một môi trường sống sang chảnh nhất, như đồ hiệu cả tủ, siêu xe có dáng hình riêng của ái nữ, biệt thự riêng. Không chỉ thế, doanh nhân phố núi còn dành thời gian để chơi đùa cùng con gái. Mới đây nhất, Đàm Thu Trang đã thốt lên lời than vãn rằng gia đình có tính truyền thống con hát ba khen hay, đi kèm là loạt icon mặt cười ra nước mắt. Lập tức ai nấy phải bật ngay đoạn clip mà cụ người mẫu đăng tải để xem chuyện gì xảy ra. Tất cả phải gật gù đồng tình với bà xã Cường Đô La, bởi đoạn clip ghi lại cảnh vui đùa siêu nhắn nhít của Cường Đô La và bé Su Chin. Doanh nhân đình đám hóa ông bố bỉm giản dị, say sưa hát ca, còn cô con gái nghe theo điệu nhạc và thực hiện những động tác múa thật đáng yêu. Thậm chí khi nghe bố bắt trend, khi anh bóp con bạch tuộc kêu, Su Chin còn đưa tay lên đôi gò má phúng phính để làm duyên. Su Chin nhiệt tình múa và biểu cảm mặc theo điệu nhạc của bố hát. Cường Đô La liên tục khen con gái xinh khiến Đàm Thu Trang cạn lời. Chứng kiến quá nhiều sự đáng yêu của con gái, Cường Đô La bất ngờ thốt lên: "Cục cưng ơi, sao mà xinh thế? Xinh quá mức cho phép rồi." Nhận được lời khen của bố, Su Chin nhỏ bé lại cười tít mắt. Thảo nào Đàm Thu Trang không đăng đàn than thở cho được. Lụi tim trước khoảnh khắc Su Chin hôn lén Cường Đô La khi ngủ, mẹ Đàm Thu Trang phát hờn đang đàn tố. Mới đây Su Chin lại tiếp tục đốm tim người hâm mộ với đoạn clip quá đỗi đáng yêu, hai bố con quấn quýt lấy nhau trước khi ngủ. Ông bố doanh nhân giả vờ ngủ để trêu cô con gái cưng, nào ngờ cô bé đã tiến đến và hôn lên má và lên trán bố cực ngọt ngào với khuôn mặt cưng xỉu. Chứng kiến khoảnh khắc chồng và con gái tựa đầu vào nhau, Đàm Thu Trang hờn dỗi: "Càng ngày càng công khai khiêu khích thế này đây." Cường Đô La giả vờ ngủ để trêu con gái cưng, cô bé lại lén hôn bố cực ngọt ngào. Bên dưới bài đăng, ai nấy không khỏi thích thú trước khoảnh khắc siêu dễ thương của gia đình Cường Đô La. Một số còn đồng cảm với việc Đàm Thu Trang bị cho ra rìa bởi sinh con gái đi để chồng chị yêu và cưng mọi ái nữ mà quên mất sự hiện diện của mình rồi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.